là còn đồng thâu luôn đó, mà cứ giữ gì giữ bản luôn, đồng thâu luôn á. Cây nào sau đây thuộc họ là không đó anh quay quay cái cảnh này hay luôn mà cũng điều cho anh bê do không không đéo qua đây thâu ra thâu vô anh trọng ở đây để thâu nhanh quá cái này đó đây. Mà cái này nè, ngón tay không dài mỗi lần phải phải chuyển cái đó hơi rung nè, kéo cái này ra. Mà anh nhớ nha, ví dụ khi mà anh khi mà anh bấm đó, dù bị anh bấm lại cái nút này đó, là cái thứ hai nó hiện ra lên lại nha. Ừ. Hiện ra cái cũ rồi phải bấm thêm cái này, phải đọc chữ anh nhớ mấy cái chữ đó được. Anh muốn bấm rồi không? Đó. Quay lưng lại, nhớ cái này chắc là anh coi chữ, tập coi chữ. Câu hỏi số 6 là cho bản sắc nơi vị tình là câu thơ như bản nhân vật nào trong sách Kiều? A. Sở Thanh, B. Mã Tam Tiên, C. Hồ Tân Hiền, D. Bà Thanh, Bà Bà. Bà đây, bà thử nè. Cái gì đó? Thử anh thử thử anh. Sẽ nâng mức thưởng lên 2 triệu đồng. Sai quay trở lại, mức tăng 800 nghìn. Chỉ còn những 2 sự trưởng nước tôi nghĩ là chị sẽ chuyển tiếp tục. Câu hỏi số 7. Cầu thủ Việt Nam nào có biệt danh là công thủ? Ở bên này bây giờ chơi mấy cái đó thành triệu phú quá hay không? Hồng Sơn, B. Trần Công Minh, C. Dương Hồng Sơn, D. Nguyễn Hồng Sơn.